giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Ngãi, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Vụ mạo danh Sở Y tế cầu người bệnh, thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc. Cán bộ hành dân muốn xử nghiêm thì phải định lượng hành vi. Kỷ luật chủ tịch xã cho thuê đất nông nghiệp làm cơ sở đào tạo lái xe. Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Ngãi bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Thưa quý vị, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Quảng Ngãi 7601S. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 7601S, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 3 bị can tại trung tâm đăng kiểm này. 3 bị can bao gồm NTM 40 tuổi ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 7601S, NTH 42 tuổi ở phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi và VAT 43 tuổi ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi đều là đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, trụ sở đóng tại Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Vụ mạo danh Sở Y tế cầu người bệnh, thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc. Thưa quý vị, thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ xử lý nghiêm trường hợp quảng cáo sai sự thật, mạo danh Sở Y tế để cầu người bệnh. Sau khi chúng tôi có bài đăng tải mạo danh Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tung gói khám ưu đãi để cầu người bệnh, đại diện thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm với các trường hợp mạo danh và quảng cáo sai. Trường hợp này vi phạm lỗi quảng cáo sai sự thật, đại diện thanh tra Sở Y tế thành phố cho hay. Cũng theo vị đại diện này, hiện nay tình trạng mạo danh, thậm chí sử dụng hình ảnh giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để quảng cáo xảy ra rất nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, thanh tra Sở Y tế cho biết thường xuyên phối hợp công an xử phạt trường hợp bác sĩ thăm khám sai quy định. Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định các hành vi vi phạm về quảng cáo liên quan đến y tế là một trong 10 thách thức của ngành y tế trong năm 2024. Theo sở này, cần có thêm giải pháp thiết thực giúp chủ động phát hiện và ngăn chặn hoạt động khám chữa bệnh không cho phép và các hành vi vi phạm về quảng cáo liên quan đến y tế. Trước đó, chúng tôi đã thông tin, gần đây một trang Facebook có tên Nguyên sản phụ khoa Từ Dũ, bác sĩ Vân liên tục chạy quảng cáo tiếp cận người dùng với nội dung Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ưu đãi khám tổng quát 199.000 đồng cho người bệnh. Địa chỉ của đơn vị này ở quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, đây chính là địa chỉ của phòng khám đa khoa Đại Việt. Tuy nhiên, khi đăng ký khám bệnh tại đây, phóng viên không gặp được trực tiếp bác sĩ Vân thăm khám. Thay vào đó, một người phụ nữ đã tự ý thăm khám và chỉ định các xét nghiệm. Người này thừa nhận mình không phải bác sĩ mà chỉ là trợ lý của bác sĩ Vân. Trong khi đó, đại diện thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Sở Y tế không có bất kỳ một quảng cáo, ưu đãi gói khám chữa bệnh nào. Sở Y tế là cơ quan quản lý nhà nước, không có việc tổ chức hoạt động như trên. Theo tìm hiểu, bác sĩ Trần Thị Bạch Vân chính là bác sĩ phụ trách chuyên khoa sản phụ khoa của phòng khám đa khoa Đại Việt từ tháng 4 năm 2018. Trao đổi với chúng tôi, bà Vân cho biết không trực tiếp viết mẫu quảng cáo và sẽ báo lại bên quảng cáo phòng khám để ghi lại chính xác. Trước đó, phòng khám đa khoa Đại Việt và bà Trần Thị Bạch Vân từng bị thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công khai xử phạt và tước chứng chỉ hành nghề nhiều lần. Cán bộ hành dân muốn xử nghiêm thì phải định lượng hành vi. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chính quyền các cấp sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá một lần. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đáng chú ý, trong kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu, từ nay các đơn vị sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định, không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá một lần. Đây là một sự định lượng hành vi, thời gian cụ thể và cần thiết. Bởi cán bộ vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật để sách nhiễu, gây phiền hà.
kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng theo quy định, không công bằng, không khách quan với người dân, doanh nghiệp là tình trạng khá phổ biến của các địa phương trên cả nước, chứ không riêng gì Thừa Thiên Huế. Việc ban hành hoặc ban hành nhắc lại kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ cũng được các địa phương liên tục triển khai. Tuy nhiên, phần lớn các địa phương chỉ yêu cầu chung là dọa chung chung chứ không định lượng cụ thể quá một lần như tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự định lượng như thế này không chỉ khiến người dân yên tâm, tự tin khi mà giao tiếp với cơ quan công quyền, mà còn là một cột mốc tạo sự tâm phục khẩu phục để người đứng đầu xử lý kỷ luật khi cán bộ của mình cố tình hành dân. Tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp giải quyết công việc, như nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã từng nói, là lợi dụng quyền lực mềm để tham nhũng vật là thực trạng kéo dài, đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Thời gian gần đây, thực trạng này đã có nhiều chuyển biến tích cực như Chủ tịch, Phó Chủ tịch một số địa phương, Giám đốc một số sở ngành đã chủ động công khai xin lỗi người dân về sự chậm trễ của mình hay cấp dưới trong một số trường hợp cụ thể. Nhiều địa phương cũng đã xử lý nghiêm khắc bằng kỷ luật cán bộ của mình, ví dụ như Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu đã kỷ luật cảnh cáo và khiển trách hai cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu. Lý do, hai cán bộ này đã gây khó dễ cho dân bằng cách cố tình liên tục trả hồ sơ, không cho một người dân xin chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy vậy, suy cho cùng, lý tưởng nhất để một bộ máy hành chính công vận hành thông suốt, bền vững vẫn là các địa phương, đơn vị phải thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung cơ chế và chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý, cũng như định kỳ rà soát các thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết và khó thực hiện. Công khai xin lỗi dân nhưng sau đó lại vẫn hành dân thì bằng thừa. Kỷ luật nghiêm khắc cán bộ, giám sát bằng người hay đường dây nóng cũng chỉ có tính cấp thời, thiếu bền vững, dễ dẫn đến tình trạng đánh trống bỏ rùi, lâu lâu lại phải ban hành kế hoạch. Kỷ luật chủ tịch xã cho thuê đất nông nghiệp làm cơ sở đào tạo lái xe. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của xã Đắc Rơ, huyện Mang Giang, Gia Lai, đã cho người khác thuê đất của mình để làm trung tâm giáo dục nghề nghiệp 3T Gia Lai, không đúng mục đích. Ngày 14 tháng 1, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết, đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của xã Đắc Ra, do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất đai cho doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp để làm sân bãi tập lái xe, không đúng mục đích sử dụng đất. Cụ thể, ông Hà đã không phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương, để xảy ra vụ việc xây dựng các hạng mục, nhà chờ, nhà để xe, sân tập lái không phép trên đất nông nghiệp, nhưng không có biện pháp ngăn chặn và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Đặc biệt, khu đất được sử dụng làm trung tâm đào tạo lái xe ô tô hạng B1 và B2 thuộc sở hữu của ông Hà, mục đích sử dụng trồng cây lâu năm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Hà đã cho ông Phan Đức Trường, ngụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thuê lại đất của mình. Sau đó, ông Trường cho công ty phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, chủ quản của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp 3T Gia Lai, thuê lại làm cơ sở đào tạo lái xe, do ông Hồ Đình Thái Hòa làm giám đốc. Được Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai cấp giấy phép hoạt động từ tháng 1 năm 2022. Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đã cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho doanh nghiệp trên địa chỉ tại thôn Châu Sơn, xã Đắc Rơ. Các hạng mục B1 số tự động, B1, B2 lưu lượng đào tạo đến 500 học viên. Tuy nhiên, vừa qua, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đã quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp 3T Gia Lai do đã đào tạo lái xe không đúng nội dung, chương trình theo quy định. Ngoài ra, Thanh tra cũng quyết định đình chỉ tuyển 3 tháng đối với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp 3T Gia Lai từ 26 tháng 12 năm 2023 đến 24 tháng 3 năm 2024.